Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao vẫn đang được lực lượng công an toàn quốc nói chung và công an tỉnh Hà Nam nói riêng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Thế nhưng tinh vi hơn, hiện nay một số đối tượng đã giả mạo chính cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách thiết lập nhiều trang web, trang thông tin, trang mạng xã hội giả mạo cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số trang giả mạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Các trang này đăng tải nhiều video và bài viết với nội dung cảnh báo về các phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, các đối tượng còn lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo với cam kết chỉ thu tiền sau khi nạn nhân đã lấy lại được số tiền đã mất. Nhiều nạn nhân vì quá tin tưởng vào các trang này đã liên hệ để nhờ hỗ trợ, dẫn đến việc bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển tiền để được hỗ trợ. Hệ quả là không chỉ có số tiền bị lừa trước đó không lấy lại được, mà còn tiếp tục mất thêm tiền cho những đối tượng lừa đảo này. Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân, thời gian qua, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tập trung tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó có việc giả danh các website, Facebook mạo danh các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đặc biệt trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh để cảnh báo, nhắc nhở người dân nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đến để giải thích và tuyên truyền thì tôi cũng hiểu ra một nhiều về những cái chiêu trò rồi trên mạng xã hội. Ngoài việc tích cực đấu tranh triệt xóa các nhóm đối tượng lừa đảo, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân cảnh giác với các website lạ, các cuộc gọi lạ, tin nhắn lạ. Đồng thời đề nghị người dân cần thực hiện khẩu hiệu 40 hai phải, đó là không sợ, không tham, không kết bạn với người lạ, không chuyển tiền và phải thường xuyên cảnh giác, cũng như phải tố giác ngay với cơ quan chức năng khi có nghi ngờ hành vi lừa đảo qua mạng xã hội. Phường cũng đã phối hợp với cảnh sát khu vực và tổ trưởng tổ dân phố cũng đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền để người dân nhận biết cái thủ đoạn của tội phạm để tránh cái tình trạng là bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Với đặc thù hoạt động trên không gian mạng, các đối tượng lừa đảo thường che giấu địa chỉ IP thật, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, website giả, móc ngoặc với các đối tượng nước ngoài. Theo khuyến cáo của Bộ Công an, các trang thông tin chính thống của cơ quan công an trên không gian mạng đều sử dụng tên miền có đuôi .vn. Ngoài ra, người dân có thể kiểm tra các trang thông tin chính thống của các cơ quan công an tại phần mềm liên kết website trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ mps.gov.vn hoặc bocongan.gov.vn. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tránh để rơi vào bẫy của các đối tượng xấu trên không gian mạng.